Dạ, Ngọc xin chào toàn thể cô chú và anh chị kính mến. Ngày mới Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị bình an, sức khỏe và hạnh phúc ạ. Dạ thì hôm nay Ngọc chia sẻ cho cô chú và anh chị mình một hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Đà. Hiện giờ thì Ngọc cũng đang đứng tại xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang này cô chú và anh chị. Thì bây giờ Ngọc xin mời cô chú và anh chị cùng với Ngọc vào chia sẻ với hoàn cảnh của hai vợ chồng anh ấy như thế nào nhé. Dạ, thì mình đứng trên đây là bắt gặp hình ảnh cái ngôi nhà của hai vợ chồng anh Đà này cô chú và anh chị. Đó. Dạ đây thì bây giờ này là cũng 3 giờ rồi nhưng mà thời tiết rất là nắng, nếu như là ở ngoài nhiệt độ tầm 38 39 độ của chú và anh chị, nhưng mà cái ngôi nhà thiết nhỏ bé này của hai vợ chồng anh ấy nhìn rất là nóng nha cô chú. Dạ đây là cái đường đi xuống này cô chú và anh chị. Dạ, cũng không có cầu thang nữa thì trước hết Nguyễn Ngọc cũng vô để hỏi thăm cái chị hàng xóm nha, như thế nào nha. Dạ em chào chị nha. Dạ chị thì em cũng có nghe người gọi điện cho em là cũng nói về hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Đà ở đây rất là khó khăn. À, chị là hàng xóm của ảnh thì chị có thể cho em biết đôi điều về, cuộc sống của gia đình ảnh được không chị? Dạ. Như gia đình anh cũng khổ Dạ. mà cũng thiếu lên thiếu xuống đủ ăn. Gì đó hả chị? Dạ Rồi hàng ngày là hai vợ chồng anh làm công việc gì hả chị? thì vợ đi hái rau đồ bán, chồng thì đi mần hồ. Dạ. Vợ hái rau, chồng dạ đi bằng hồ. dạ Nhưng nói chung là công việc cũng đều đặn hả? à, mần hồ thì 5 7 ngày mới mần được Dạ. ngày, tại vì người ta kêu mới mần không kêu gì ở không, còn vợ thì hái Dạ. rau thì, thí dụ hái cũng không có nhiều nữa, rau đâu có mình hái hoài, có khi Dạ. hái ngày 5 7 ngày mới nghỉ hái nữa. Dạ như đi hái mấy cái rau đồng để bán đó hả? Chứ không phải là đi hái rau thuê cho người ta Không. ha. Dạ, vậy em cảm ơn chị nhiều ha. Dạ, vậy để em ghé qua hai vợ chồng anh Đà tí xíu ha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ thì đây là chắc anh Đà đây là cô chú và anh chị. Rồi em chào anh nha. Dạ anh đâu phải tên anh Đà không Đà hả? ông Đà Dạ Dương Nhân Đà à, anh Dương Nhân Đà, anh năm nay được mấy mươi anh Đà? 48 rồi anh. 48 hả? Rồi hàng ngày mình đi làm công việc gì hả anh Công Đà? việc thì em cũng khi mần hồ á, rồi bữa mần mới không á, khi nó rảnh được á thì mần rảnh thì cũng vợ nhà cũng hái rau hoặc mới hoạch cho nhỏ nó nhỏ nè, em có tiền nữa uống sữa hoặc ăn đó. À đây con anh hả? À, Bé được mấy tuổi anh? 4 rồi 4 tuổi em hả? bé 4 rồi Ủa vợ anh đâu? à. À đây hả, chị ngồi trong đó hả? Nó quay À mình ở đây lâu chưa hả anh lâu Đà? rồi lâu rồi lâu Hả rồi con đất của chút lâu rồi mười đất mấy năm nay rồi, đất của bà con đó hả? đất ông cứu ruột À, đất của chú ruột ở hả, chứ không phải là cái đất riêng tư của mình riêng hả? tư ngon. Vậy là anh ở đây mười mấy năm rồi. Rồi bữa nay anh không đi làm sao? Ở đây dọn dẹp nhà cửa này, chứ tính lấy cái đồ ấy lên tre đây là mưa sợ mưa tới mưa À dột trước này, hai chồng con trước không à. thì cái ngôi nhà của anh cũng ồ ẹp lắm rồi cô chú và anh chị. Nhưng mà thấy là coi như là Đó mới hút mà nó thấy cũ đang dọn kỹ dẹp lắm sạch rồi. sẽ rồi đó, chút con dừng Dạ. trong gà lên trên. Rồi anh hàng ngày là anh đi làm hồ thôi, ngoài làm hồ ra anh còn làm công việc gì nữa không anh Lúc trước Đà? tôi dắt lúa mà yếu chưa dò dắt không được nữa. Dạ vậy thôi em lên để ngồi tí xíu ha. Rồi Anh ngồi xuống vô đi, ngồi với vợ anh rồi. Đánh. kìa. Nguyên Hồng em, Nguyên Hồng quen ba quýnh á. Anh năm nay được mấy mươi, anh nói năm anh mấy mươi rồi? 48 rồi. 48 tuổi hả? Rồi chị năm nay được mấy mươi chị? 43. 43 tuổi hả? Chị tên gì? Trần Thị Thơm. Thơm. Trần Thị Thơm, 43 tuổi, coi như nhỏ hơn 5 tuổi ha. Coi như là hàng ngày đi làm hồ. Nhưng mà bây giờ thì công việc làm hồ em thấy nó cũng bấp bênh lắm à. Khi lòng mình cắt lúa nè, em có đi mất, có mùa cũng đi mất nữa, Dạ. tại lúa nó hết rồi, cái nhà làm nhà kia chặt chặt ra là có ai kêu sớm mà gì đó mình tiếp người ta sau rồi mình. Vậy đó hả? Dạ Coi như là cũng đi mất lúa. Nếu như dạ mà trong những lúa đi hợp cắt đó mình đi mất ban đường ký 8.000, mất ký bán được 8.000 hả? vâng Cái đó về là mình phải phơi nữa chứ. ừ gì nữa
chứ phải mà để gì mà bán liền đâu, thôi phải dê cho sạch, sạch sẽ tao mới giúp cho ta nó cho gà đá ra mua. Dạ. Coi tối mua 10.000. Dạ vậy hả? Rồi chị Thơm, chị Thơm đi đó. Chị đi Thơm làm công việc gì tiếp với anh Đà hả chị Thơm? Chị làm gì chị Thơm? Cũng đi bận này mặn kia. À vậy đó hả? Sao bận này kia nó. Vì em ở nhà em cứ đang mượn bớ, bực bội quá, có đi kiếm chuyện làm à. Anh được mấy bé rồi anh Đà? Nhỏ này 4 tuổi rồi, ở ngoài nó 15 tuổi rồi. Vậy là còn một đứa 15 tuổi nữa. Dạ. Rồi sao không ở đây với mình mà về phía ngoại? Tại vì mình eo hẹp quá, khi không có hốt cho đang học á, học lớp 6 rồi đó. Nói chung là mình lo không nổi. Không nổi, mà học nhà nước không mà giờ. Nói chung em nói phải nó mất game mà kiếm nó không được. Nói chung coi như mê game đó hả? À, mê game là mê game. Đưa ngoài thôi đi. Ngoài đó Khánh Hòa gì đó hả? Anh là gốc ở đâu hả? Gốc đây luôn, đây chúng mình đây luôn. À. Nguyên nó dựng chút thôi. Gốc đây. Dạ, gốc đây luôn. Ở mã ông bà mộ ở đây. À, ở đây em thấy là nhiều ngôi mộ lắm mà. À, đó. À, nhìn đó. Thì ở đây họ sau lưng nhà của anh Đà thì rất là nhiều ngôi mộ của chú và anh chị. Nhưng mà những ngôi mộ này là của bà con dòng họ hả anh Đà? Ừ, có ông nội, bà nội, ông cha với ông chú. Dạ. Chú Út rồi ra nguyên cái dãy đó. Bên đây. Dạ. Nhà mới cắt đó, anh Minh đó thì ông ba, bà ba. Dạ. Xuống đó ông chú, trước là ông Tám, bà Tám. Sau đó ông em, chú cô Bảy. Đó trời, tính ra đâu có chục ngôi đúng, hơn chục nữa. Mình ăn thì ai có gì thì sao sơ sốt đâu mà trò chung luôn. Dạ, vậy đó hả? Dạ. Em quản lý đây. À, mình quản lý đất này là đất của chú ruột. Chú Mốc đó. Nhưng mà mình quản lý đất đây. Dạ. Coi như là người trong hay là không, không, ngoài, mình ngoài coi... để cả ngoài họ đạo cũng cho luôn hả? Ờ, cho hết luôn mà đâu cho chung luôn mà. Nói chung cái đó là cũng một điều tốt ha anh Đại ha. Chung từ đó ngang cái vườn ở đây thôi. Rồi ngôi nhà của mình em thấy sao mà cái cây đồng cây tre gác ngang này nó gãy dữ vậy anh Đà? Tính là sớm mà chiều thay đó. Tính chiều nay thay đó. Thì cái Ngọc thấy cái cây này nó gãy nè cô chú và anh chị. Cái này anh không thay đi mà trời mưa rồi. Cái nó mát rồi thay đó. Gió má máy rồi, cái mẹ luôn á. À cái chỗ này trời mưa là em thấy tạt rất dữ lắm nè. Tạt hết trơn rồi. Dạ đây là cô chú và anh chị. Coi như là bên cái mí tôn này nó hở cỡ này nó làm sao mà mưa gió không tạt được. Mai là mùa nắng vậy thôi chứ còn gặp như mùa mưa là chết luôn. À. Tối hai chồng anh ngủ trong buồng hả? Đây trước. Trước chỗ này hả? Nè. Ở trong buồng mình có... Bỏ không hả? Dạ, đâu dám ngủ trong đâu. Để đồ đạc trong á. Dạ. Dạ thì nói chung là thấy tội lắm cô chú và anh chị. Đồ đạc, quần áo, đồ lũ khủ rơi. Trong này thì không có ai ngủ rồi. Nóng lắm, giờ này nóng lắm cô chú và anh chị. Nói chung là cái nhà của ảnh cũng không có gì để giá trị hết trơn cô chú và anh chị. Ở nhà không có cái tivi cho mấy bé nó coi hả anh? Dạ không có hết trơn á. À ở đây em thấy cái bếp ga mình nấu nướng đây hả? Nấu lò củi đây anh, lò củi cái nấu lò củi ngoài hả? Đủ sẵn khi cháu nó bệnh á một đêm á, nước nấu cháu lau cho nó. Rồi ở chỗ này là để mình tắm giặt rồi hả? Dạ. Dạ anh hai vợ chồng anh tắm giặt là rửa chén rồi trong này là cô chú và anh chị. Nói chung là khúc trong này không có ngủ nhưng mà ngủ đây không, ha. Trước nè anh. Dạ. Nói chung là anh chị là tối ngủ đây là cô chú và anh chị. Coi như là hai vợ chồng với đứa con. Sao? Cái nhà này mà tới tháng mưa là em thấy chắc tạt rồi dữ lắm à. Hả? Gì con? Rồi anh là anh em đông không hả anh Đà? Có ba gái thì tôi Út à. Anh là Út hả? Dạ. Vậy hả? Rồi mấy anh chị em cũng gần đây hả? Cũng gần gần ở dưới này chút nè, đang mua đất mua khác. Còn em Út chịu gì thôi. Nói chung là Út là vất vả hơn mấy người kia ha. Người kia cũng đỡ, người kia chứ hụt người ta cũng chắc là dưới chút nè, người ta cũng bị bệnh hoạn đau ốm rồi, người ta cũng đem tiền đỡ rồi chạy á. Dạ. Hết gạo sóc rồi, đem tiền với gạo rồi lại ra. Rồi hai vợ chồng anh đi làm vậy rồi không đủ ăn sao anh Đà?
nhiều khi đủ anh đây, nhiều khi 50 bữa mà một lần, 50 bữa mà một lần. Dạ. Không ăn với khi cháu bé nó bị bệnh lại á. Dạ. Mỗi lần kim họng đau khoảng từ nửa tháng này nè. Ừ. Rồi ở gia đình mình có sổ hộ nghèo không? Có hộ nghèo. Dạ. Hộ nghèo bảo hiểm rồi có. Nói chung là cũng đỡ lắm rồi nha, có sổ hộ nghèo là đỡ đó. Dạ. Còn là bên chính quyền địa phương mình giờ nó cũng hơi quan tâm. Quan tâm nhiều đó. Dạ. Coi như là công việc làm của anh thì cũng không ổn định. Mắc bệnh lắm rồi. Mắc bệnh lắm. Còn chị thì thỉnh thoảng đi móc lúa. Móc lúa cho em. Lúa với là em nghe nói là đi hái lạc cao. Rau rồi, này kia nọ rồi. Bán cho đứa cháu nè, nó có ăn không xài á. Tôi thì rất dễ là có gì ăn đấy là khô quạt khô khốn quá à. Rồi bữa nay hai chồng ăn cơm cái gì đây? Nó làm khô quạt à, ấy rồi. Đeo quạt nó hết rồi. Ủa cái chảo này em thấy chiên cá hả? Ờ chiên cá. Trời mưa chắc giờ cái bếp vô trong quá. Dạ trời mưa đem lên trên này. Rồi đây hả? Bữa nay là ăn đậu ta cho đó. Đậu bắp với mướp hả? Mướp ta cho chiều ăn. Chiều ăn nữa là trưa nay anh ăn cơm cái gì? Thì cũng khô quẹt khô vậy á. Khô quẹt hả? Ờ. Cái nồi cơm này mới nấu sáng hả? Dạ. Nấu bếp củi hả anh? Củi. Nó cháo mà nó quậy quá quậy rồi. Nó khét hết trơn rồi chú anh chị. Nấu củi sao khét chứ gì anh Đà? Dạ em nấu đốt ấy là màu á. Dạ. Ăn khô quẹt thôi. Ừ. Không có cá mắm gì hết trơn hả? Ừ. Nước tương nước mắm cũng không thấy gì hết trơn vậy? Đó, chai nước mắm là chai nước tương này. Thì được chai nước mắm hả? Ừ. Được chai nước mắm đây là của chú anh chị. Trong này là hủ đường với hủ muối ha. Dạ. Hủ đường với hủ muối. Nằm bên đây cái kẹo ăn. Dạ. Đó. Là coi như là gia vị được nhiêu đó đó ha. Dạ. Tội cũng mới hết luôn rồi. Dạ. Tỏi cũng mới hết luôn. Không, hết tỏi luôn hả? Dạ. Còn mấy chú nói chuyện không? Em thấy ở đây nóng dữ lắm Đà. Cũng gắng chịu. Thì. Chiều mất mát ra đó Ngọc không? Nắng quá chạy qua đó Ngọc. Thì đây cũng Ngọc chia sẻ cái ngôi nhà của anh Đà cho cả nhà mình thấy nha. Nè đây là cô chú và anh chị. Cái ngôi nhà của ảnh thấp lắm. Hả? Thì ở sau lưng ngôi nhà ảnh là mộ. Mộ này thì Nguyễn Ngọc cũng nghe nói anh Đà chia sẻ là đúng mộ của bên dòng họ bà con là không mà cô chú. Nhưng mà Nguyễn Ngọc ở cái này thấy cũng ớn cô chú. Ảnh cũng có hai người con rồi, nhưng mà một bé đầu thì 14-15 tuổi. Ảnh cũng có nói là coi như là cuộc sống cũng khó khăn, thành thử ra nuôi không nổi. Đây là một bé lớn đã về bên ngoại rồi. Dạ. Ra ngoài ăn nữa. Mà quýnh con rồi nói chuyện luôn. Thì là chiều nay hai vợ chồng mình ăn cái món mướp với đậu bắp này đó hả? Dạ. Tính làm món gì đây anh? Luộc. Luộc chấm nước tương hả? Dạ. Dạ. Mấy ông quậy qua quýnh không? Chấm nước tương. Rồi căn nhà này là mình ở hồi đó tới giờ là mười mấy năm vậy đó anh Đà? Dạ. Có lần nào sửa chữa lại chưa? Chưa đâu, em hư là em phải sửa rồi em. Yeah. Rồi mình làm từ đó tới giờ không có kinh phí để sửa chữa sao anh? Kinh phí gì lúc nào con bệnh hoạn này kia nọ nữa rồi mặn nhiều cũng đắp cho nó còn nhiều mình sửa chữa em lỡ. Yeah. Ở đây trời mưa em thấy nước chắc ngập à? Ngập không ngập? Ngập không? Ngập hết trơn, ngập cỡ này. Đó, đây nè. Con cơm quá. Cái này người ta mới khui ra, thắt ra đó. Nè. Thôi đừng đi. Ăn cơm cái gì đây? Bé ăn cơm cái gì chị? À, nó ăn này nè. Dạ, rồi coi chứ coi. Ăn tương rồi. À, ăn cái nước tương vậy đó hả? Nó tương nghiệp không? Cá mắm không ăn, ăn gì đó. Dạ, cá mắm không ăn gì đó. Ăn tương ăn chay đây con, mai mốt vô chùa niệm Phật. Cho đời bớt khổ. Rồi chị Thơm quê mình gần đây không em chị Thơm? Quê Khánh Hòa. Dạ ở Khánh Hòa hả? Về hồi đó là anh đi làm bển gặp chị hả? Dạ đi làm chứ. Dạ. Cũng gặp vợ anh. Cũng đi nhập bóc giá không cho đâu mà dư giả không. Anh hả? À, trước kia mà dắt lúa không trước khi đó. Đi làm hộ là anh làm công việc gì hết không giờ đi làm công đoàn dắt lúa dắt gạo rồi á. Dạ. À, mới gặp vợ em. Dạ. Mới cứ hỏi về đây. Dạ.
Ăn đi con. Đúng, dạ ha. À. Làm hồ giờ là anh lên thợ rồi chứ. Chưa đâu, cu ly. Thì mày xài đâu quýnh đói. Tới tự lãnh tiền. À. Mà em thấy năm nay bên cái ngành xây dựng coi như là vất vả đó. Dạ. Công việc rồi nó không được ổn định nữa. Ăn đi con. Ăn đi. Vậy là đứa con lớn của anh giờ là còn đi học không? Nó xin cô giáo nghỉ rồi. Sao vậy anh? Anh biết nó học mà nhà nước lo không, mà nó học quá giỏi luôn mà nó nghỉ thì không biết sao. Cả nó không được. Ừ, ổn quá ha. Một tháng nó thì nó nhà trường thì 100.000 phụ nó thêm. À, cứ như bên nhà trường ha. Trường cũng mua cho thêm 100.000. Ừ. Không học. Em có buồn quá thì xong rồi về bên ngoại mở luôn đi. Ngoại gần đeo anh. Ngoại gần đeo. Ở ngoài lại cái bên nhà em chứ. Dạ. Thì còn nhỏ này giờ tu với tu rồi. Đây lắc lắc nha. Rồi chị Thơm bữa nay có đi hái rau bán không? Không. Cái tháng nắng này là rau đâu nữa hái. Hái nữa. Coi như là những cái vùng Tiền Giang nữa trở lại không có nước uống nữa kìa. À, dùng Tiền Giang có nghe lại mà, Tiền Giang xong qua có không nghe lại. Trên đó giờ dân mình vất vả dữ lắm, nước nôi không có nữa. Hém nước lắm. Lấy gì mà ở đây mà rau cỏ mọc ở đường nào chứ nổi. Hả anh Đà? À. Như sau này em thấy mồ mả nhiều vậy rồi từ đó giờ mình ngủ mình có thấy cái gì không? Ông bà không à? Chứ do mai lọt người nào không mình không có thấy hả? À, không thấy chứ. Không có thấy người khuôn mặt của mày hả? Mà nhà bà cha nó cũng mới chết hai năm nay đó, chẳng thấy dây đó thì dân vô trong bé nè. Dạ. Như tây đó thấy được lắm đó, hỏi cũng không hỏi luôn. Chứ em thấy mồ mả vậy em nghĩ là thí dụ giờ ở đây từ đó tới giờ thế nào cũng thấy à, thấy ông bà về là con bảy cũng mới chết đây nè, chứ là không mới chết nữa đó. À. Ăn cơm mình cũng đi mang cơm giấy cúng bình thường rồi. Thí dụ như mình tới bữa ăn cơm á, giấy cúng giấy thần vậy ha. Cố bọng rồi. Dạ. Còn dạ ăn cơm thôi à. Dạ. Có gì chứ bình thường. Dạ. Thế sợ mình cúng cơm nước không cúng nguy dạ. Hiểm cho đó. Cứ ăn giấy bình thường. Đó. Chết hay không? Mấy cô bảy mới chết. Thì ngày em mới chết nữa. Em dạ. Chết 45 nữa đó. Mã 10 đứa. Ăn đi con. Ăn đi coi. Ăn không nổi hả? Ăn như nước tương, ăn không nổi cái gì? Nó ăn mau, im lắm. À, nó nghe chuyện á. Anh năm nay 48 rồi ha. Rồi hồi lúc còn thanh niên anh làm nghề gì? Quýnh bốc giác không à? Bốc giác không? Dạ. Đi Tiền Giang, cây lại Mỹ Tho đi cắt mọi người. Dạ, làm giấy không? Bốc giác hả? Không? Dạ. Mấy kho lớn chứ. Đi làm vui lắm. Ở nhà đâu. Bây giờ mới lấy vợ là qua ông bữa là đi luôn bỏ vợ ở nhà luôn. Để mà kia nói xong mày kỳ mà mất cái vợ mà xong mày bỏ đi cái gì của mình là của mình sợ cái gì. Kiểu như ở đó làm nghề bốc giác thì nó đi khắp nơi phải không? Nơi. Cái đâu có cố định chỗ được đâu, chỗ được đâu. Dạ. Mình khổ lúc mà luôn cũng hỏi tiền đi cứ vợ. Dạ. Cứ vợ rồi xong đợi vợ nhà có đi bơi hoàng về trả thì trả tiền. Chị Thơm hồi đó mới cưới rồi để chị ở nhà rồi anh đi chị sợ không? Không. Hả? Không. Sao không sợ? Lỡ không đi không có bà khác rồi sao? Chú mà. Bà đắc, bà vọng rồi đi tùm lum. Dạ. Chú nghe. Dữ lắm anh ơi, đi rồi đi. Bây giờ yêu cầu mình có như vợ mình là được à. Dạ. Hạnh phúc được à. Vợ mình ở nhà cũng phải giữ nguyên vẹn cho mình thôi. Không có sợ ai. Ăn đi lúc mà hỏi tiền cứ bả đó. Dạ. Giờ cứ xong năm số ngày đó mình đi tải về. Vì... trong là đi ta. Làm là kiếm tiền trả nợ rồi ha. Nguyên à, con quýnh con á. Cái mà đeo đeo ở nhà là chết à. Dạ. Yeah. Cục nợ chết luôn á. Anh cái giọng nói của anh em tưởng đâu anh là người dùng ngoài không chứ. Nhưng không phải hả? Ờ, tôi ở đây mà. Dạ. Mấy người đừng đụng cùng nó con, ba quýnh nó à. Cá. Rồng rồng. Dạ, ấm ấm à. Thì thấy cuộc sống của hai vợ chồng anh ấy cũng khó khăn của chú và anh chị.
Nói chung là cái nghề làm hồ thì năm nay cũng hơi vất vả, lúc được lúc không. Mẹ nói cũng còn chị hàng ngày thì cũng đi lặt ba cái rau đồng rau hoang ở ngoài những cái chỗ mà có dại của chú anh chị. Nhưng mà tháng nắng này thì cái Ngọc thấy là coi như là rau cỏ rồi mọc còn không nổi nữa, lấy đâu mà để lặt mà bán. Thì hôm nay em cũng vô đây em chia sẻ về hoàn cảnh của anh chị lên ha, thì anh chị cũng cho phép em chia sẻ ha. Dạ. À, dạ. Thì em cũng đăng tải lên cộng đồng mạng á, để bà con cô bác có xem được hoàn cảnh của mình đó. Dạ. Có đồng cảm với mình hoặc là mình có duyên với bà con cô bác thì có ai hỗ trợ giúp đỡ gì đó cũng là một cái duyên ha anh Đà ha. Rồi. Dạ. Thì tiện đây em cũng thay mặt dì Ba bên Úc, em cũng gửi cho anh là một phần quà. Dạ. Em trích ra trong số tiền là 7,2 triệu gửi cho hai chồng anh 400 đi. Ha, để mua gạo thóc rồi ha. Dạ. Thì đây là cũng là cái số tiền của dì Ba bên Úc á. Cũng chị dì Ba gửi cho em là đi gặp những hoàn cảnh nào khó khăn đó rồi chia sẻ mỗi hoàn cảnh mỗi ít. Ha. Đó. Thì đây em cũng thay mặt dì Ba gửi cho hai vợ chồng anh 400 ha. Anh cũng có lời cảm ơn dì Ba này ha. Dì Ba luôn. Dạ, thì con Nguyễn Ngọc cũng thay mặt là anh Đà và chị Thơm, con cảm ơn dì Ba rất nhiều nha dì Ba. Con chúc dì được nhiều sức khỏe và bình an như sự nha. Dạ. Coi như là hôm nay là anh nghỉ hả? Nghỉ lâu chưa? Nghỉ có 2 ngày nay hả? Mới nghỉ 2 ngày nay hả? Anh dọn dẹp nhà cửa sợ mưa tới nè. Dạ. Rồi hàng ngày là cái công việc đi anh đi làm là anh làm ở đâu? Đúng, ông Phú có người ta kêu đâu làm đó à. Dạ. Rồi người ta chở em đi chứ không có xe luôn nữa nó mẹ. Vậy đó ha. Dạ. Dạ. Coi như là đi làm vậy là người ta chở đi. Chở đi cái chị đường xăng ta. À, mình cũng phụ tiền xăng với người ta ha. Dạ, mình cho người ta cũng có chở mình đi. Đúng rồi, không có chiếc xe cầm chân cũng khổ ha. Dạ. Mới ráng làm đi, cố gắng mua chiếc xe ví dụ như bèo bèo thôi. Dạ. Mình có phương tiện đi lại. Làm được nhưng 3 tháng hạn là năm nay làm không được đi. Chứ bây giờ mà mình ở trên bờ mà không có chiếc xe coi như là cục giò cục cản vậy đó. Đi cũng chịu tiền xăng. Khó khăn lắm. Mà con cháu. Dạ. À, đi làm từ đây tới An Phú là xa nhất ha anh? An Phú mình nè. À, đây lên đó có nhiêu cây số? 3 cây, ba bên ngoài. Khi đạt thì đạt đi nhá. Phải như làm. Hoặc là đồng kỳ rồi nè, thủ rồi đủ chỗ. Nói chung là mình hỏi, chỉ đi làm gần đây thôi. Gần gần chứ đi xa nó đi không được đâu. Đồng kỳ xe đạp đuối lắm, về đuối lắm. Dạ. Khi mình mặn mệt chịu, mình về nó mệt, nó đạp thì đạp đuối lắm. Dạ thì thôi video đến đây của Ngọc cũng xin tạm dừng nha cô chú và anh chị. Dạ. Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị được nhiều sức khỏe. Cô chú và anh chị nhớ bấm đăng ký cho Ngọc để của Ngọc có thêm nhiều động lực để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn cho cả nhà mình nha. Dạ vậy thôi em chào anh chị nha. Dạ. Chúc anh chị nhiều sức khỏe ha. Dạ. Gắng cố gắng đi làm tích lũy. Dạ. Kiếm chiếc xe để đi anh Đà ơi. Dạ, dạ. Có cái chân đi tới đi lui. Dạ. Dạ. Rồi bye bye con gái. Chào. Không.